để nối tiếp chương trình, xin quý vị đến với ca khúc Hà Tĩnh Quê Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ A Báo do ca sĩ Thanh Tâm đến từ câu lạc bộ sân khấu điện ảnh Hà Nội thể hiện. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức.